Không giải thích sao? Ồ, thấy thấy cảm xúc của anh như nào khi mà anh bị thắng? Ồ, thấy rất vui nhỉ. Mà dù tôi biết thiệt tuổi ở mẹ ở dưới. Từ mẹ ở dưới. Ở mẹ ở dưới đến 10.000 còn hơn. Tôi thấy tôi hơi tiếc anh ạ. Anh có tiếc 10.000 này đáng trải nghiệm đúng không? Quay, quay chứ. Quay chứ, tài xử. Tôi hơi tiếc tại vì tôi hỏi luôn đấy. Không hiểu. Tôi...